This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Vietnamese. Đây là Đài Phát thanh Thái Lan, phát thanh hàng ngày từ thủ đô Bangkok vào hồi 12h30 tới 12h45 theo giờ quốc tế, tức 19h30 tới 19h45 theo giờ địa phương, trên tần số 9390 kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Xin kính chào quý vị thính giả, hôm nay thứ Ba ngày 1 tháng 8 năm 2023. Chương trình hôm nay do Mạnh Hùng thực hiện, sau đây mời quý vị nghe các tin đáng chú ý trong ngày. Cục việc làm dành cho người tìm việc tại đặc khu hành chính Macau, tổng cộng 50 vị trí, mức lương cao nhất là 93.660 bạt. Miễn phí vé máy bay khứ hồi, nộp hồ sơ qua email từ nay đến mùng 7 tháng 8 năm 2023. Thường trực Bộ Công nghiệp thăm xứ Kim Chi đi đầu trong hợp tác thương mại và đầu tư. Tập đoàn LG tìm cách đầu tư vào ngành công nghiệp xe điện ở Thái Lan. Báo hoa mai được tìm thấy trong tự nhiên trên các bức ảnh cho thấy sự phong phú của rừng ở Thái Lan. Trong thời gian nghỉ dài ngày, nếu gặp phải các vấn đề xã hội, chính phủ mở các kênh giúp đỡ thông qua ứng dụng đường dây ESS, luôn có nhân viên túc trực 24/24 giờ để trợ giúp. Bản tin do Prathet Thara biên soạn. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Cục việc làm tiếp nhận hồ sơ người Thái làm việc tại đặc khu hành chính Macau, gồm 50 vị trí, bao gồm nhân viên phục vụ đồ ăn và đồ uống 20 vị trí, đại sứ quán 10 vị trí, nhân viên phục vụ khách hàng 5 vị trí, người gác cửa 2 vị trí, nhân viên spa trị liệu 3 vị trí, nhân viên lễ tân 3 vị trí, nhân viên trực quầy 3 vị trí, quản gia 2 vị trí và đầu bếp 2 vị trí, với nhà tuyển dụng MGM Grand, công ty điều hành sòng bạc, nhà hàng và khách sạn tọa lạc tại tòa nhà MGM Macau, mức lương từ 44.520 tới 93.660 bạt, chủ sẽ thanh toán tiền vé máy bay khứ hồi khi kết thúc hợp đồng, phí ăn ở là 500 đô la Macau mỗi tháng, được cung cấp bữa ăn trong giờ làm việc và phúc lợi theo luật lao động Macau. Những người quan tâm có thể tải mẫu đơn và tìm hiểu chi tiết tại trang web www.doe.org.th với tiêu đề tin tuyển dụng và nộp đơn qua thư điện tử từ nay đến ngày 7 tháng 8 năm 2023, trừ các ngày lễ. Ông Farod Sotikasathien, Cục trưởng Cục Việc Làm cho biết, việc tuyển dụng này được thực hiện nhằm đưa người tìm việc đi làm việc ở nước ngoài. Bằng cách vận chuyển nhà nước, người tìm việc không phải trả khoản phí nộp đơn hoặc khoản phí dịch vụ nào. Người được chọn làm việc trả các chi phí cần thiết, bao gồm chi phí chụp ảnh, phí làm hộ chiếu, phí khám sức khỏe, phí thẩm tra lý lịch tư pháp, phí đăng ký quỹ hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài. Tổng chi phí khoảng 5.500 bạt. Danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn sẽ được công bố trước ngày 18 tháng 8 năm 2023 qua trang web www.doe.org.th và qua Facebook của chính phủ, mở nhóm chat ứng viên xin việc MGM. Các bạn quan tâm có thể hỏi thêm chi tiết tại Văn phòng Việc làm cấp tỉnh, Văn phòng Việc làm băng cấp khu vực 1 tới 10 hoặc Phòng Quản lý Người Lao động Thái Lan ở nước ngoài. Số điện thoại 02-245-1034 hoặc đường dây nóng của Bộ Lao động 1506, nhấn phím 2, cục làm việc vào ngày và giờ hành chính. Tin khác, tiến sĩ Nathapol Rangsitpol, thư ký thường trực Bộ Công nghiệp cùng với ông Suvarnachai Lohawattanakul, giám đốc Viện Năng suất Thái Lan và đoàn công tác đã tham dự cuộc họp với ông Che Sinh Kim, phó chủ tịch tập đoàn LG Electronics, thuyết phục đầu tư vào ngành xe điện tại Thái Lan. Tại Công viên Khoa học LG, Hàn Quốc lần này, Bí thư Thường trực Bộ Công nghiệp gặp ông Che Sinh Kim, Phó Chủ tịch Tập đoàn LG Electronics,
là công ty lớn thứ tư tại Hàn Quốc, có thế mạnh về phát triển các mặt hàng điện máy điện tử gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, tivi, màn hình máy tính, máy hút bụi, máy điều hòa và máy lọc không khí, vân vân. Đồng thời LG cũng có một bộ phận kinh doanh sản xuất phụ tùng ô tô để cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô hàng đầu trên thế giới như pin, roto, bộ khởi động, biến tần và trung tâm hiển thị thông tin bên trong ô tô. Về vấn đề này, Thường trực Bộ Công nghiệp cho biết, từ thế mạnh của LG, ông đã mời LG đầu tư vào ngành xe điện tại Thái Lan, mà Thái Lan đã sẵn sàng về nhiều mặt cả về địa lý, lao động và năng lực sản xuất trong 1-2 năm trở lại đây. Thái Lan đã chứng kiến sự tăng trưởng nhảy vọt trên thị trường xe điện, với thị phần hơn 10% và chính phủ có chính sách khuyến khích rõ ràng và nghiêm túc đối với xe điện. Đặc biệt, hướng dẫn mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho các nhà sản xuất pin để lắp ráp vào ô tô điện. Vì vậy, đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư sản xuất linh kiện ô tô cốt lõi, lấy Thái Lan làm cơ sở sản xuất và xuất khẩu sang các nước ASEAN khác. Cùng ngày, đoàn cũng đã trao đổi kiến thức về quản lý đặc khu kinh tế Incheon và Trung tâm Quản lý Thành phố Thông minh là khu kinh tế tự do, bao gồm 3 phần đảo Songdo, Cheongna và Joncheon với tổng diện tích 209 km2. Mục tiêu là phát triển khu vực thành trung tâm thương mại và đầu tư cả về hậu cần kinh doanh quốc tế, vườn ươm khởi nghiệp, học viện giáo dục, nơi nghỉ ngơi và du lịch. Mà khu kinh tế tự do Incheon được quy hoạch và thiết kế để trở thành một khu dân cư và kinh doanh có tiềm năng cao với cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất hoàn chỉnh theo khái niệm phát triển thành phố để phát triển công nghiệp bằng cách làm việc trong một trung tâm điều khiển hoặc vận hành thành phố thông minh của IFEZ giúp thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Có thể áp dụng và mở rộng phục vụ phát triển trong khu kinh tế, các khu công nghiệp hay thành phố thông minh của Thái Lan cũng vậy. Tin khác, Trạm Nghiên cứu Động vật Hoang dã Đoi Trinh Đao, tỉnh Chiang Mai đã thu thập các bẫy ảnh để chụp ảnh các loài động vật hoang dã trên Đoi Trinh Đao theo dự án đánh giá môi trường sống và sự đa dạng của các loài động vật săn mồi hoang dã ở hẻm núi để xác định các môi trường sống quan trọng của Đoi Trinh Đao. Trạm Nghiên cứu Động vật Hoang dã Đoi Trinh Đao đã nhận được ngân sách vào năm 2023 cho các hoạt động quản lý đa dạng sinh học, đã tìm thấy một con báo cái trưởng thành được ghi nhận vào ngày 6 tháng 7 sống trên Đoi Trinh Đao trong khu vực khu bảo tồn động vật hoang dã Trinh Đao. Nó được coi là loài săn mồi cao nhất trong chuỗi thức ăn trên Đoi Trinh Đao và giúp kiểm soát quần thể hươu và các loài động vật ăn cỏ khác trên đồi Trinh Đao để ngăn chặn động vật ăn cỏ khác trên đồi Trinh Đao. Cuộc chạm trán với báo hoa mai này cho thấy diện tích rừng ở khu bảo tồn động vật hoang dã Trinh Đao vẫn còn rất phong phú, cũng như sự cống hiến của các sĩ quan đối với công việc tuần tra chất lượng. Vì báo hoa mai là loài động vật có vú và là loài lớn nhất sau hổ, có tư cách pháp nhân là động vật hoang dã được bảo vệ theo đạo luật bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã năm 1992, có tình trạng trong tự nhiên được xếp vào loài gần như tuyệt chủng, nằm trong danh sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế hay viết tắt là IUCN. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị vừa nghe xong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Chương trình hôm nay do Mạnh Hùng thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt. That concludes our broadcast in Vietnamese. This program can be heard from 1800 to 1815 Bangkok time or 1100 to 1115 GMT.